What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho anh em một con bàn phím cơ mới. Và lần này là một con bàn phím cơ đến từ hãng khá là quen thuộc, đó là Gnet. Và lần này Gnet thì chúng ta sẽ thấy có một cái diện mạo khá là đẹp về cái hình thức bên ngoài đó. Ok, mình sẽ xem thử coi con bàn phím này có cái gì đặc biệt nhé. Let's go. Về cái cách đóng hộp của nó thì chúng ta vẫn nhìn thấy đó là cái màu xanh. Và cái màu xanh này gần giống như cái màu xanh của một cái thằng rất là nổi tiếng, ai cũng biết đó. Và có lẽ là Gnet cũng hướng là kiểu dạng dạng như thằng đấy. Chúng ta sẽ nhìn thấy là cái hình của bàn phím cũng được in rõ ở ngoài này. Và có đầy đủ các thứ luôn, thông tin các kiểu ở ngoài này luôn. Và đặc biệt nữa là chúng ta sẽ có một cái dấu hiệu ở đây, đó là 2 năm bảo hành. Rất là ngon. Rồi chúng ta sẽ mở hộp nhé. Con này thì có cái mã hiệu sẽ là K89RB như các bạn đã nhìn ngay đây. Hộp của con này thì cũng khá là to, nhìn vuông vức lắm. Xung quanh thì chúng ta sẽ thấy có cái mút để giữ bàn phím. Rồi, có cái bàn phím ở giữa đây. Được bọc trong cái túi chống sốc như thế này, không có gì nhiều. Ngoài ra thì ở dưới đây chúng ta còn có thêm một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng nữa. Hết rồi. Mà có cái đặc biệt nữa mà mình nhìn vào cuốn sách hướng dẫn sử dụng này, đó chính là cái từ hướng dẫn sử dụng luôn. Wow, bằng tiếng Việt luôn nha các bạn. Rất là ghê. Đây, toàn bộ bằng tiếng Việt luôn. Oh my god. Cái này lần đầu tiên là mình thấy luôn đấy. Còn hầu như là rất ít có hãng nào mà chịu khó chơi cái này. Như vậy thì người Việt như chúng ta đây thì có thể sử dụng cuốn sách hướng dẫn này rất là ok rồi, không cần phải vứt đi như những cái con của hàng Trung Quốc khác. Ok, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là chiếc bàn phím cơ Gnet K89RGB. Thì thoạt nhìn chúng ta nhìn thấy thì đây là phông TKL. Tuy nhiên thì cái đặc biệt của em này lại đến từ cái cụm phía trên này. Chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái cụm numpad được bê sang bên đây. Và nó sẽ thay thế cho cái cụm mà insert scroll hay là home end ấy, thì nó sẽ thay thế cho. Thì cái này thì nó cũng có một cái tiện lợi nhưng cũng có cái bất lợi. Ví dụ như mà ai mà hay sử dụng nút đeo hoặc là nút home thì nó sẽ không sử dụng được nữa, mà thay vì đó thì sẽ là những cái nút numpad như thế này. Và tuy nhiên thì cái numpad này nó vẫn có một cái khá là bất hợp lý, là do không có nút enter và nút cộng ở phía bên đây. Hai cái nút đó cũng rất là thường xuyên sử dụng đó. Và nếu như mà không có hai nút đó thì chúng ta phải thay thế bắt buộc là enter trong này và nút cộng ở phía trên đây, thì nó cũng sẽ bất tiện, không được như những cái numpad full size bình thường. Tuy nhiên thì đây vẫn là một con bàn phím cơ TKL rất là gọn nhưng mà vẫn có hàng numpad cho chúng ta. Cái đó thì quả thật là khá là hay. Về cái thiết kế của em này thì chúng ta nhìn thấy nó sử dụng kiểu thiết kế switch chim ở phía dưới như thế này. Và cái khung nhựa của nó bao lấy xung quanh cái cáp thì cực kỳ là chắc chắn và dày. Chúng ta nhìn thấy đây, cái khung viền của nó rất là dày dặn và cứng cáp. Khi mình cầm lên mình xoay thì nó không hề có hiện tượng bị cong hay là bị vền. Đó, cái đuôi của nó rất là cứng. Và chúng ta nhìn đây nữa là có một cái phông chữ. Cái phông chữ của cái cáp này thì là phông chữ khá là nhỏ nhắn. Và nó không kiểu dạng tàu tàu như những cái con bàn phím ngày xưa của thằng Gnet nữa. Nhìn rất là to và thô. Ngoài ra thì nhìn trong layout thì có vẻ dị vậy thôi, nhưng mà thực ra thì chúng ta vẫn có thể chơi keycap thoải mái. Tại vì thực ra đây cũng chỉ là cái phần numpad nó bê qua thôi. Những cái nút này nó không có thay đổi về kích thước đó, cho nên là chúng ta có thể thay thế bất kỳ cái bộ keycap nào vào. Và tất nhiên phải là bộ keycap full size. Về keycap của em này thì chất liệu của nó thì cũng chỉ là chất liệu ABS double shot như những cái bàn phím khác thôi. Về dây cáp của em này thì rất tiếc, dây cáp của em này chỉ là dây cáp thường bằng nhựa dày chống rối chứ không phải là dây cáp bọc dù. Chúng ta vẫn có cái cục chống nhiễu và cổng USB ở đây, không được nạ vàng nha các bạn. Về cái mặt sau của em này thì chúng ta nhìn thấy ở đây vẫn sẽ có hai cái lẫy để nâng hạng độ cao của phím. Tuy nhiên thì cái lẫy này thì nó sẽ không có được bọc cao su, mà chúng ta chỉ có hai cái miếng cao su lớn ở phía dưới này thôi. Chính vì vậy mà cái khả năng mà bám dính ở phía trên mặt bàn của con này thì nó không được tốt cho lắm. Nếu chúng ta đẩy mạnh thì nó vẫn có thể bị xê dịch nếu như mà cái bàn của chúng ta trơn. Về switch của em này thì em này đang sử dụng đó là switch của Otemu Blue Switch. Con này chỉ có duy nhất là một dòng Blue Switch thôi nha các bạn. Và Otemu của con này thì cũng khá là ngon. Mình thấy thì bấm
khá là đăm. Ở phía dưới cái lớp vỏ bên ngoài thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái bằng play bằng màu trắng như thế này. Cái play này sẽ giúp cho cái đèn led nó hát sáng lên tốt hơn. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem hệ thống đèn led của em này. Ngoài ra thì cái switch của em này còn có hỗ trợ là thay nóng switch luôn nha các bạn. Đó. Tuy nhiên thì cái chân thay nóng switch này cũng giống như là con EK387, nó không được ngon nghe cho lắm. Nó chỉ để dạng như nếu mà các bạn bị hư switch thì chúng ta có thể thay được thôi, chứ không phải là để dùng để thay thường xuyên. Và nếu mà các bạn muốn thay các switch chân khác thì nó sẽ phải mài hoặc là bóp, rất là khó khăn. Ok, chúng ta sẽ sang cái phần chế độ đèn led của em này. Thì em này đang sử dụng hệ thống đèn led RGB 16,8 triệu màu. Ok, thì mặc dù đèn ở trong phòng của mình rất là sáng, tuy nhiên thì led của con này tỏa ra cũng đủ để chúng ta có thể nhìn thấy rõ các cái chế độ đèn led cũng như là rõ các cái ký tự nổi lên. Và đặc biệt là do cái play của nó màu trắng cho nên là cái đèn led của nó hắt sáng lên khá là mạnh và cũng giúp cho chúng ta nhìn thấy đèn led nó đẹp hơn. Ngoài ra thì ở phía bên hông của em này còn có hỗ trợ một cái dải đèn led RGB luôn, rất là đẹp, và chúng ta cũng có thể chỉnh được cái dải đèn led này luôn. Về cái thao tác chỉnh thì có thể các bạn đọc cái tờ hướng dẫn nhé, tại vì cái tờ hướng dẫn nó bằng tiếng Việt thì nó cũng khá là dễ rồi. Tuy nhiên thì đơn giản nhất thì các bạn có thể ấn Fn cộng với F9 ở đây để thay đổi các cái chế độ đèn led. Đó, rất là đơn giản. Và Fn cộng dấu cộng ở đây để mà thay đổi cái màu led có thể sang một màu hoặc là RGB. Và Fn với số 0 ở đây là dùng để thay đổi các cái chế độ đèn led của cái hai cái bên hông này, hai cái bên hai bên. Và một cái lưu ý nữa là nếu mà các bạn muốn mở cái phần numlock này lên, tức là cái phần numpad này này, thì chúng ta ấn Fn cộng với lại nút back, nó có chữ numlock ở đây này. Đó. Ta ấn khi nào nó sáng màu trắng thì là chúng ta đang kích hoạt cái phần numpad này, còn nếu không thì chúng ta sẽ bỏ giống như thay cho cái nút numlock ở trên phím numpad này. Rồi bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem các cái chế độ led của em này nhé. Ok, như các bạn đã thấy thì hệ thống đèn led của em này rất là đẹp với đầy đủ các chế độ. Nó phải tới hơn 20 chế độ đấy, cả phía bên led pin cũng như là phía trên mặt đây. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử cái tiếng gõ cũng như là mình sẽ nhận xét về cái cảm giác gõ của em này nha. Ok, mình đã đưa cái mic về phía của bàn phím rồi. Và em này đang sử dụng đó là Blue Switch của Otemu. Cái Blue của Otemu thì các bạn đã biết rồi, nó xuất hiện trên rất là nhiều cái bàn phím cơ giá rẻ. Và nó sẽ cho một cái tiếng nó khá là đăm. Mình sẽ thử cho các bạn nghe nhé. Ok, vậy là mình đã thử cho các bạn nghe cái tiếng gõ của em này rồi. Và mình phải nói là rất là ngạc nhiên về cái start của em này. Mặc dù nó là một con phím cơ tàu và giá cũng cực kỳ rẻ, nhưng mà cái start của nó là rất là chắc chắn luôn. Đây, mình nhấp cho các bạn xem, nó không hề có tiếng lọc sọc luôn các bạn ạ. Quả thật là rất ngon trong cái tầm giá này đấy. Rất là cứng cáp. Mình phải nói là cái này nó vượt trội hơn so với mong đợi của mình về cái dòng bàn phím tàu như thế này. Và về cái tiếng của nó thì không phải bàn cãi đâu, tiếng rất là to và nghe rất là nhức tai. Nếu mà các bạn thích cái tiếng lắc tắt thì con này không thể bỏ qua được. Đấy, con này bấm thì nó cũng có cảm giác rất là nặng, có vẻ là nặng hơn những con Blue bình thường, nhưng mà nghe cái tiếng của nó thì cực kỳ to. Như vậy là mình đã đi review sơ qua cho anh em về con bàn phím cơ Gnet K89 này. Thì mình sẽ tiết lộ cho nên cái giá của em này là nó rơi vào khoảng chưa đến 600.000. Một cái giá cực kỳ tốt trong cái dòng bàn phím mà chỉ có dạng TKL nhỏ nhắn như thế này.
mà lại đáp ứng cho chúng ta rất là nhiều cái, ví dụ như đèn led RGB, blue switch, phím cơ thật nhé, thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn, và cái build của nó cũng tốt nữa. Nói chung là nó cũng không có cái gì quá vượt trội, nhưng mà thực sự là nó rất tốt trong cái tầm giá. Được một cái nữa là nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta bảo hành 2 năm, có thay nóng switch cũng như là sẽ có hỗ trợ phần mềm. Tuy nhiên cái phần mềm của nó hơi củ chuối. Về những cái điểm trừ của em này, đó chính là về cái chân thì nó sẽ không có cái cao su bọc ở cái chỗ phần để nâng hạ độ cao của phím, cũng như là dây của nó sẽ là dây cao su thường thôi chứ không phải bọc dù. Rồi, các bạn thấy sao về chiếc bàn phím cơ này Gnet K89 RGB? Phiên bản này thì đây là một trong những cái phiên bản mà có hỗ trợ cho chúng ta thêm cái phần numpad nhảy vào trong, thay thế cho cái bộ phím ở trên đây. Thì mình thực sự là thấy cái bộ phím trên đây thì nó cũng khá là vô dụng, nếu mà cho phần numpad vào đây thì cũng... các bạn thấy sao về chiếc bàn phím này thì hãy nhớ để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn muốn mua thì mình sẽ để link ở dưới phần comment cũng như là trong phần mô tả. Ngoài ra thì mình có làm rất là nhiều cái video review về những chiếc bàn phím cơ cũng như là những con chuột, thì các bạn có thể xem các video ở trên đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ subscribe ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.